Xin chào, xin chào. It's me Tony Almighty. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước hoa của mình Tuấn nha. Ngày hôm nay thì Tuấn rất là vui vì suốt mấy ngày qua thì search trên YouTube á thì chưa thấy một reviewer Việt Nam nào review chai này, thì Tuấn có thể là reviewer Việt Nam đầu tiên review cái chai nước hoa này mới được ra mắt vào năm nay, hình như là giữa năm. Thì hiện tại Sĩ đã về cái chai này rồi. Và tới bây giờ thì chai này nó chưa được hype trên cái cộng đồng seller của nước hoa. Cho nên là chai này thì hiện tại chưa được ai review và chưa được ai đánh giá tiếng Việt cho mọi người ấy hết, cho mọi người tham khảo hết. Cho nên là Tuấn rất là vinh dự sẽ là reviewer Việt Nam đầu tiên review chai này. Thì hôm nay xin giới thiệu với mọi người một chai mà Tuấn vừa lấy được từ kho sỉ, đó là một sản phẩm khác mới toanh mới toe của Jean Paul Gaultier, đó là chai Aviator. Đây lại là một cái lon nữa không mọi người. Và năm 2020 thì Jean Paul Gaultier họ ra mắt hai chai, đó là Le Male Le Parfum và Le Male Aviator ở cái nồng độ EDT, còn cái chai mà Le Male Le Parfum thì ở nồng độ EDP. Thì chai đó hiện tại trên thị trường Việt Nam chưa có về, chỉ có về chai này thôi. Và hôm nay Tuấn sẽ review cái chai này và đập hộp cái chai này luôn. Đó là một cái chai còn full seal. Rất là nôn nao và hứng thú khi mà đập hộp một cái chai mới toanh của năm nay. Chai này hình như mới về, cũng về Việt Nam chắc được khoảng 1-2, chưa tới 1 tháng nữa, mới vài tuần này thôi. Thì hôm nay Tuấn sẽ review chai này nha. Và lại là chúng ta lại bóc seal đây một cái lon thì đây. Lại bóc siêu một em nước hoa rất là vui. Như mọi khi ha, lớp siêu nó là như vậy và nó có cái hình của cái chai này. Thì đây là một cái chai, giải thích một chút xíu. Aviator có nghĩa là gọi là cái gì ta? Flight attendants, cabin crew, có nghĩa là những cái nhân vật làm việc ở trên hàng không, phi công hay là phi hành đoàn hay là những cái chung chung gọi chung là aviator, tiếp viên đồ này kia đó. Thì lâu nay Jean Paul Gaultier họ xây dựng hình ảnh là chàng thủy thủ ha, thì bây giờ cái chai này là cái chai mà họ xác định luôn là phi công dạng như là tổ bay. Ok, thì cái chai này thì làm cho mình liên tưởng đến phi công trẻ lái máy bay bà già. Và chúng ta mở ra nha, thì cũng là một cái chai nước hoa được mọi người, mắc cười lắm. Hôm trước Tuấn coi trên YouTube á, có một vài bạn không biết mở cái lon này như thế nào, ngay cả người nước ngoài luôn. Và họ khi mà họ khui siêu ra cái họ lấy cái đồ mà mở đồ hộp á, họ mở trên này đó, họ lôi chai nước hoa ra. Thật sự là coi rất là buồn cười luôn, không biết là họ có cố tình để mà làm tạo tạo nét hay không nữa. Nhưng mà thực sự cái chai, tất cả các chai của Jean Paul Gaultier trong cái lon này thì chúng ta mở bằng cái đáy nha. Đây là cái đế của nó và chúng ta chỉ cần nhấc cái phần hộp phía trên lên thôi là chúng ta có một chai này. Tất cả các chai Jean Paul Gaultier mà có lon đều như vậy. Thì bây giờ đây, một cái chai nước hoa được thiết kế với cái màu xanh lục đậm ha, dạng như màu xanh quân đội, và nó cũng có những cái sọc ngang màu xanh dương giống như mọi khi. Và một cái body, đây một cái body như mọi khi ha, và có một cái vòng ở trên này để chúng ta mở ra và chúng ta bắt đầu xịt. Một thiết kế chai thì cũng như mọi chai khác, chỉ có cái màu là nó khác thôi. Đây, và dưới đáy chai là những cái thông tin. Thì chai này là chai với nồng độ EDT và dung tích 125 ml. Hiện tại giá niêm yết của chai này trên các retail store nó vào khoảng từ 95 cho tới 105 đồng đây. Nhưng mà chúng ta có thể tìm được những chai này ở cái kho sỉ Việt Nam với cái giá nó tốt hơn ha. Bây giờ Tuấn sẽ xịt thử cái mùi của cái chai này nó như thế nào đây. Một mùi rất xanh. Có thể nói đây là một cái chai nước hoa xanh hơn hẳn so với những cái chai nước hoa khác của Jean Paul Gaultier. Thông thường thì những cái chai khác của Jean Paul Gaultier, ví dụ như Le Male thuần túy nè, hay là Ultramel, hay là cái chai Tuấn đã review hồi
Đó là chai Lebo 2019 á, thì cái tông mùi của những cái chai đó thì nó ngọt. Nó khá là ngọt, cái mùi ngọt nó lên ngay từ đầu. Thì Tuấn nghĩ là cái gu của cái ông này, lý do vì sao cái chai này mà gọi là nhiều người đánh giá nó là chai thu hút giới tính thứ ba, những cái chai dành cho thế giới thứ ba, các bạn cộng đồng gay ha, thì do là cái chai này luôn luôn có một cái nét ngọt ngào gì đó mà cái nốt đậu tonka của Jean Paul Gaultier họ trưng dụng rất nhiều trong những cái chai nước hoa. Thì cái chai này á, cái mùi đầu tiên khi mà xịt ra là một cái mùi xanh, mùi ngọt, nhưng mà cái độ ngọt nó được tiết chế bớt và cái mùi của nó là một cái mùi xanh, một cái mùi xanh của lá. Thì đây là một cái chai mà Tuấn nghĩ là họ đã cải tiến để làm cho cái chai này nó bớt gọi là girly, nó bớt gay chút xíu, và chai này nó có một cái độ cứng cáp hơn. Thì Fragrantica đây là một cái chai mà khi Tuấn review, Tuấn xem những cái clip review của các bạn reviewer trên toàn thế giới á, đây là một chai mà tới bây giờ thì trên Fragrantica họ cũng chỉ mới có vài vài chục user thôi, và họ họ đánh giá cái nốt bị sai so với cái nốt gốc của Jean Paul Gaultier công bố. Thì Fragrantica họ cho rằng đây là cái chai nước hoa chỉ có ba nốt hương là nốt bạc hà, nốt lá violet là lá hoa tím và nốt gỗ. Nhưng mà thật sự cái chai này á, ở cái web của chính thống của Jean Paul Gaultier thì họ công bố tới 5 nốt hương, đó là mùi cam bergamot, mùi lá hoa tím, mùi geranium là một cái mùi hoa của hoa phong lữ ha, và mùi đậu tonka tạo nên mùi ngọt, và cuối cùng là mùi gỗ đàn hương sandalwood. Thì thật sự là cái chai này không có cái nốt bạc hà, nó không phải như những cái chai mà dậy nên cái mùi bạc hà như là cái chai Versace Eros. Chai này không có cái nốt bạc hà, cũng không feel được cái nốt bạc hà, nhưng mà cái mùi xanh trong chai này chính thức là một cái mùi lá hoa tím, nó là tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó hơi ngọt nhưng mà nó có cái mùi xanh, cái mùi của màu xanh, mùi của lá, cho nên cái chai này nó cũng ít đi cái phần phấn phấn và gây gây cái kiểu mà mùi mà những cái chai của Jean Paul Gaultier hay bị đánh giá là mùi đĩ đĩ á, thì cái chai này nó bớt cái phần đó, nó nam tính hơn và nó có một cái màu xanh và nó cứng cáp hơn một chút. Thì cái mùi đậu tonka là một cái mùi ngọt, nó cũng làm cho cái chai nó cũng được tạo bật những cái nốt nó chìm hơn chút xíu, và nổi bật của cái chai này thì là một cái mùi xanh đầu tiên khi mà chúng ta xịt. Và thật sự thì cái chai này thì Tuấn thấy nó cũng không có gọi là outstanding, nó không có gọi là bật nên một cái gì đó xuất sắc, và nó cũng ở cái mức độ là thường thường bậc trung thôi. Nó chỉ phù hợp với những bạn gọi là Jean Paul Gaultier, thì lâu nay là họ có những cái người tín đồ gọi là thích cái chai này bởi những cái mùi đĩ đĩ, một những cái mùi mà gọi là hơi điệu đà của những cái chàng trai mà chăm chút về ngoại hình hay là những cái chàng gay á, thì chai này họ tiết chế cái phần đó, họ làm cho cái chai này men hơn. Và có thể những người trước giờ chưa thích Jean Paul Gaultier, những cái phiên bản Le Mans hay là những cái phiên bản trước, thì có thể sẽ thích chai này vì nó có cái độ cứng cáp hơn một chút, theo cái quan điểm của mình là như vậy. Cho nên là đây là một cái chai mà nó mất đi phần nào cái phần đĩ đĩ trong cái mùi, và cái mùi nó xanh hơn, cái mùi nó cứng hơn, thì các bạn nam chú ý. Còn cái độ lưu hương thì thật sự là bây giờ Fragrantica họ cũng chỉ mới vài chục user đánh giá thôi, và chai này thì nồng độ EDT, nhưng mà Tuấn tin là EDT của Jean Paul Gaultier nó cũng bám rất là trâu nha. Tất cả các chai từ trước tới giờ của Jean Paul Gaultier thì ở cái nồng độ EDT thôi, nhưng mà cũng bám cả ngày, hay là trên áo quần nó bám cả hơn cả ngày nữa. Thì chai này thì Tuấn nghĩ là nó men hơn cái Le Mans thuần túy, và nó mang một cái tính chất là quân đội, vì nó xanh đồ này kia đó, nhìn nó khá là thì chai này ở cái độ tuổi Tuấn nghĩ nó cũng như những cái chai kia 20 tuổi đổ lên, có thể sử dụng được, sử dụng vào những cái ngày hè nắng nóng và không có đủ cái độ strong để làm signature ở những cái môi trường mà cần cái sự thể hiện bản thân nhiều hơn như bar club, thì chai này là ở cái môi trường làm việc, đi chơi ban ngày ok, thì Tuấn chấm chai này 8 điểm trên 10. Thank you.
Thì chai này thì để Tuấn sẽ review và comment tiếp theo về cái độ bám tỏa của nó nha. Bây giờ thì Tuấn thấy cái mùi hương đầu bắt đầu nó dry down xuống những cái tầng hương sau và có một chút kem kem của mùi gỗ đàn hương. Thực sự là cái mùi cam bergamot trong cái chai này Tuấn cũng thấy nó không có nhận ra rõ ràng luôn, có thể là nó rất là chìm. Thì chai này thì 8 trên 10. Còn để Tuấn sẽ comment về cái độ bám tỏa của nó sau một vài tiếng nữa khi mà Tuấn sẽ comment vô cái clip này nha. Cần thông tin liên hệ order đặt hàng như thế nào đó, mọi người hãy liên hệ vào cái contact Tuấn để ngay dưới đây. Và Tuấn sẽ comeback vào clip tiếp theo. Thank you so much. Hẹn gặp lại.